Xin chào các bạn, mình là Đức Anh. Hôm nay mình đến với 30size để thực hiện một kiểu tóc mới. Đó là của Jin trong nhóm BTS. Đây là stylist của mình, đó là anh Đình Cường. Hãy chờ đợi sự thay đổi của mình nhé. Với kiểu tóc mà bạn mong muốn theo Jin thì bây giờ mình sẽ cắt cho bạn hai bên hơi vào một chút. Ở trên để bấm mic ngọn đi, cho nó đều. Cả đằng sau nữa. Với màu thì giống trong ảnh thì bạn mình sẽ lấy cho bạn màu lâu khói để cho bạn cảm thấy như nào về hôm nay kiểu tóc mình tạo cho bạn? Hôm nay mình cảm thấy đó là rất hài lòng với kiểu tóc ngày hôm nay và cảm ơn stylist và cảm ơn 30size đã giúp mình thực hiện kiểu tóc ngày hôm nay.